Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người cái dòng ổ cứng chuyên sử dụng cho camera của Toshiba. Đây là dòng ổ cứng 6TB nha mọi người. Cái mã của ổ cứng này, mọi người có thể nhìn thấy ha. Mã của ổ cứng là HDWT360UZSVA nha mọi người. Đó. Đây. Mọi người có thể hình dung nha, đây là ổ cứng 6TB nha. Đó. Thì cái ổ cứng này chuyên sử dụng cho để ghi hình camera với cái dung lượng là 6TB, kích thước là 3,5 inch nha. Chuẩn giao tiếp là SATA 3 nha mọi người. Đây. Đó. Mọi người có thể hình dung ha. Bây giờ hôm nay mình sẽ đập hộp để cho mọi người mình có thể là chiêm ngưỡng cái dòng ổ cứng này như thế nào ha. Đó. Thì đây. Mọi người có thể hình dung. Đây. Rất là nặng luôn mọi người. Đó. Đó, mọi người có thể hình dung ha. Hàng chính hãng công ty luôn mọi người. Thì cái ổ cứng này cái tốc độ vòng quay nó là 2700 BRM nha mọi người. BRM đó. Bộ nhớ của nó là lên tới 250 MB. Đó. Rất là chắc chắn luôn, mọi người có thể hình dung ha. Hàng mới toanh luôn nha mọi người. Đó. Đó. Thì cái sản phẩm ổ cứng này hàng rất là chất lượng luôn. Đó, công dụng thì mọi người cũng thấy rồi. Có thể là lưu trữ được với dữ liệu lớn nha. Cái này là dòng để sử dụng cho ổ, cái ổ rất là lớn luôn nha mọi người. Cái dung lượng lưu rất là lớn, lên tới 256 MB. Mọi người có thể là lựa chọn cho mình. Cái này là sử dụng cho những cái thiết bị mà lưu trữ lớn, nhưng mà tòa nhà, nhà xưởng lớn đó mọi người. Đó. Hàng đầy đủ COCQ, cho nên là mọi người mình cần thì mình có thể là liên hệ với lại thiết bị viễn thông Nam Thắng nha, để có cái nguồn hàng chính hãng. Đó. Chế độ bảo hành là 3 năm nha mọi người, cực là dài luôn. Đó, mọi người có thể hình dung ha. Đó. Toshiba 6TB nha mọi người. Đó. HDWT360 nha. Hard driver. Đó. Cái này là chính hãng Made in Philippines nha mọi người. Đó. Mọi người có thể hình dung ha. Made in Philippines nha. Đó. Hàng chính hãng từ công ty đầy đủ COCQ nha. Mọi người cần nguồn hàng đại lý sĩ có thể là liên hệ với lại thiết bị viễn thông Nam Thắng để có nguồn hàng tốt nhất nha. Phân phối ổ cứng toàn quốc nha mọi người. Giá rất là ok nha. Đây là ổ cứng 6TB của Toshiba. Đó. Mọi người cần nguồn hàng mình có thể là liên hệ với lại đó, toàn bộ là 6TB hết nha mọi người. Đó. Mã của sản phẩm này là mình xin đọc lại, cái mã của sản phẩm này là HDWT360
UZSVA nha. Đó, 256 megapixel của Toshiba V. Đó, mọi người cần nguồn hàng thì có thể. Đây, hàng rất là nhiều luôn, ổ cứng Toshiba 6TB nha mọi người. Mọi người cần nguồn hàng thì có thể là liên hệ với lại thiết bị viễn thông 5 tháng nha, để mình có cái nguồn hàng tốt nhất á.